Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là mình ghé vào một quán bún lươn. Đây là bún lươn nha mọi người. Mọi người nhìn thấy tô bún lươn ha, còn nóng hổi ha, khói bốc mùi ngùi nha mọi người ha. Đó, đây là những bún lươn này mọi người ha. Cái phần lươn mọi người, phần lươn này họ sẽ luộc sau họ rỉa cái phần thịt ra đó mọi người ha. Sau họ ướp gia vị rồi bỏ vào xào ha, xào chín cái phần lươn đó mọi người ha. Rồi cái phần nước lươn thì cũng rất là ngọt cho mọi người ha. Đó, mà họ sẽ luộc miếng cho nó chín xong bỏ vào cái tô mọi người. Rồi đây là cái dĩa rau cải mọi người, dĩa rau cải này thái nhỏ ra ha, thái nhỏ ra rồi bỏ vô xong cái tô miếng lươn đó mọi người, rồi trộn cho nó đều ha, trộn đều thấm rồi ha. Thì cái thường bún lươn họ ăn với rau cải mọi người, ăn rau cải thì cái vị nó cay cay nồng nồng đó mọi người, làm cho cái phần bún lươn nó sẽ thơm ngon hơn đó mọi người. Đó mọi người nhìn ha, khi mình trộn lên một cái màu vàng thơm của lươn đó mọi người, cái nước cốt nó cũng rất là béo thơm ha. Đó, và những cái gia vị họ cho vô mọi người ha. Đây là phần tiêu mọi người, mình cho mỗi tiêu ha, tiêu nó có cái mùi thơm mọi người, tiêu nó có mùi thơm ha. Cái mùi thơm của tiêu thì nó làm cho cái phần bún lươn nó sẽ nổi bật hơn, cái vị nó đặc trưng hơn mọi người ha, cái mùi vị đặc trưng hơn ha. Đó, mình trộn lên trộn đều nha mọi người ha, trộn đều này. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy miếng chanh mình vắt vào miếng chanh bỏ vô. Miếng chanh thì nó thêm cái vị chua đó mọi người, thêm cái vị chua của chanh đó mọi người ha. Mình trộn là mình ăn nha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình có thể là ăn ha. Đó, bây giờ cái phần nước lươn này, cái phần nước này rất là ngọt mọi người ha, thơm ngon ha, phần miếng và lươn rất là ngon nha mọi người ha.